vượt qua mầm gió, vượt qua nắng sương, vượt qua cả những ngàn mây tiên đưa. Giống như nhà nghèo, giống như nhà nghèo. Cái này không phải là thất là mê 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 bí hử. Hóa ra em là người chỉ là yêu vật chất thôi đúng không? Anh dịu cái này, không hiểu nhau nữa rồi. Mikachu thì tâm sự là thấy vừa cô đơn trở lại, chắc là cũng vì dịch hả? Anh ơi, em chỉ đang suy nghĩ là trời ơi, ngày xưa Salim hỏi Mika lấy vợ mà Mika từ chối, nhưng mà nếu Mika đồng ý thì mình có thể tổ chức đám cưới Covid. Một đám cưới của em thì phải sang điệu, phải sành trọng. Anh lo hay được, anh em có một cái diamond lớn, em muốn có bling bling, em bling bling, ok, em bling bling. Anh lo hay được. Anh muốn một cái nhẫn kim cương to như cái chén phát sáng để mở ra cho mọi người quan. Đang nghĩ tới mú rồi, không thấy gì cả. Anh lo hay được. Ok. Nó chỉ là mơ ước mà thôi. Chơi lớn. Và thực tế sẽ là Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua mầm gió, vượt qua nắng sương, vượt qua cả những ngàn mây tiên đưa. Anh đang hỏi em. Cái giá, cái em này không phải là cái này. Giống như nhà nghèo. Cái này không phải là thất là mê 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 bí hử. Hóa ra em là người chỉ là yêu vật chất thôi đúng không? Anh dịu cái này, không hiểu nhau nữa rồi. Anh chỉ muốn thử thách em, nhưng mà hóa ra em là người yêu vật chất thôi. Ok, chơi lớn, đúng kiểu phong cách đại gia đấy. Chỉ vấn đề là thiếu chú rể thôi. Mikachu thì tâm sự là thấy vừa cô đơn trở lại, chắc là cũng vì dịch hả? Anh ơi, em chỉ đang suy nghĩ là trời ơi, ngày xưa Salim hỏi Mika lấy vợ mà Mika từ chối, nhưng mà nếu Mika đồng ý thì mình có thể tổ chức đám cưới Covid, nhưng mà không sexy đâu. Tại vì đám cưới Covid là có khẩu trang, không tay mặt, gọi Mika không tay make up là no, ta không vui, no. Từng nghe cái từ cưới chạy chưa ạ? Cưới chạy nhiều chứ. Chạy gì? Có nhiều kiểu chạy lắm ạ. Chạy bầu. Ôi Mika chưa hiểu anh xoài. Ôi anh đang nói là cưới chạy, là cưới chạy rượu. Hả? Cưới chạy rượu. Đám cưới chạy mất, chạy biến á, ý là go quickly marry, get. À, ok, không phải chạy rượu. Không, get hitched. Ok, người nước ngoài. Chạy tuổi á, là giống như là có những cặp họ đi coi á và nói là nếu mà năm này không cưới thì 3 năm sau hoặc là 5 năm sau mới được cưới. Năm nay là phải lật đật cưới gấp. Đúng rồi, cũng có lý, bởi vì là nhiều khi mình yêu nhau về một người mình sẽ muốn cưới, nhưng mà mình không cưới sớm thì có khi mà mình hết duyên. Oh no, cho nên Salim và Mika hết duyên à? Mika có thể xem lại thì Mika và Salim có hợp tuổi không? Hợp tuổi?